vâng với uh, tinh thần uh, hôm nay là em giao lưu với các bác uh, lại tiếp tục giao lưu về audio các bác nhá đấy và cũng có một số những cái uh, uh, khúc mắc và một số cái bức xúc nhỏ nhỏ thôi nhưng mà cũng muốn là uh, giải quyết và để 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 giải thích cho các bác và anh em chơi cho nó yên tâm và cho anh em chơi đỡ băn khoăn. Đấy. À, lời đầu tiên cho em xin được gửi uh, lời chúc sức khỏe tới tất cả các bác nhá, lời chào tới tất cả các bác, các anh em chơi audio trên toàn quốc các anh chị em. Hôm nay em về được uh, rất nhiều những quả súp của Motivity, và lọ full của Moti, nhưng bên em đã chuyển vào trong kho rất là nhiều thì để tạm ngoài này một số để sáng mai trả đơn các bác nhá. đấy, Morty, bát 40 và bát 30 xúc điện, mótì chào bác kỳ huỳnh. đấy, chào bác kỳ huỳnh nhá. và các bác vào với ngọc quang nhanh để giao lưu các bác ơi. hôm nay sẽ có một số cái vấn đề giải quyết cho các bác. chào bác trần văn nhàn. alo alo vợ em đây à cái này hai triệu rưỡi Vâng. vợ và vợ vợ rồi anh nhỉ vợ 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 ok Vâng, à, xin chào tất cả các bác Ông <laughs> bác Nguyễn Trung Quay, chào Chủ tịch Quang <laughs> à, Chào bác bác Nguyễn Trung Hiệu à, Bác Nguyễn Quyết, em ơi súp gì đây, hơi bát 50 PV và súp out center à, Đương nhiên là out center, các bác sẽ chuộng hơn vào out center, nó đắt hơn đó bác ạ Auto Center nó mắc tiền hơn, nó quý hơn. Các bạn nhá. Sup Center và Sup PV em cũng có, Sup PV là Sup Mỹ. Sup PV cũng rất là tuyệt vời các bạn, nhưng mà các bác uh, thường chú trọng cái Sup uh, Audi Center hơn. Đấy, em thì có đủ các bác nhá. Có loa RCF các bạn ạ. CAF em có. CF thì nó mắc hơn RCF các bạn. CF đó là CF cao cấp rồi. Đôi lò bốt thanh lý anh ơi À em có bác nha Có bốt thanh lý bác ạ Em có đôi bốt thanh lý 301 c 5 Đấy Ôi rất là nhiều các bác vào Giao lưu với Ngọc Quang Bác Nguyễn Huy Quang Chào các bác nha À với cái cấu hình rất là đơn giản như thế này Nhưng tại sao nó cực kỳ là hay Một con đẩy 4 kênh và một con vàng TD 6 này. và những con vang này nói thực sự các bác à, nó rất là hay. Và dòng TD này thì nó có T T6 này, T8 T9. Nhưng em chỉ thích nhất là con T6. Còn T8 thì nó bỏ mẫu rồi. Còn T9 thì nó, nó 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 thực sự là tiếng nó không thoát bằng con này. Và giá tiền lại còn đắt hơn. Nữa. Đấy các bác ạ. À. Cho nên em cũng chỉ kết nhất con T6 nó rất hay và rất quan trọng trên bộ dàn các bạn bán vàng thì nó trên thị trường nó muôn vàn nó hàng trăm hãng rồi các bạn em chỉ lựa chọn 1, hai ba hãng thôi chứ không nhiều đâu các bạn chỉ hãng nào hay và ưng ý nhất em bán Đấy. các bác xem thì cũng biết rồi. rất nhiều em thì cũng rất nhiều loại vàng đặc biệt là vàng bãi vàng số bãi thì em rất nhiều các bác nhá à một lát nữa đông các bác vào xem em sẽ giải thích về một số con lưng tiếng à, có một số bác à, băn khoăn Rồi, sau em sẽ giải thích nhá và chia sẻ với các bác là em lại tiếp tục cho anh em vệ sinh những cặp 450C để mai trả các bác này các bác thấy nó đẹp không và đã được thay gần nhá mai lắp đôi nào đi đôi đấy các bác nhá đây này đã được thay gần đẹp không các bác thấy nó nó nó, nó siêu đẹp nhá 450C bên em này Nhiều lắm các bạn ạ Hôm nào cũng phải vệ sinh và trả đơn Hàng đôi ba chục đôi các bạn Có lương tiếng thanh lý bác ạ Vàng T6 giá 2 triệu rưỡi bạn Hàng xịn nhá Đây này các bác nhìn này 450C bên em nhiều hơn cả xếp gạch các bạn Đấy Nhiều lắm các bác nhá Riêng kho của Ngọc Quang thì không thể lo hết được 450C Nhiều bác có hỏi Ngọc Quang còn 450C đẹp không Ủa em thì là bên cung cấp này. Kho em lúc nào cũng phải sẵn hàng trăm đôi các bác ạ. Đấy. Các bác thấy không? Nó đẹp như thế này mà các bác không uh, lựa chọn những nơi gọi là số lượng lớn mà Đấy. Mọi người vào cho ngọc qua một like đi các bác ơi. Đây. Đấy, các bác thấy tay nghề em làm gần nó có đạt không ạ? Đấy, Cái đạt tiêu chí rồi để các bác sử dụng chưa. Siêu đẹp nha các bác nha một từ siêu đẹp. Đấy. Đấy, 450C các bác thấy không? Bên em khẳng định các bác xem có đơn vị nào số lượng nhiều như em không? Kho em chắc là bây giờ là vài trăm đôi. Khẳng định với các bác em vài trăm đôi 450C để cung cấp cho các bác trên mọi miền Tổ quốc. Đấy. Mai sẽ trả các bác khoảng uh, chục đôi các bác. Còn anh em thợ thì em không nhắc đến nhá, anh em thợ thì bốc nhiều vô cùng luôn. Đấy, còn 900C tiếp tục uh, tháo hết ra để xếp thành đôi này các bác thấy chưa xếp thành đôi rồi thùng sẽ vệ sinh bên ngoài kia các bác em sẽ xếp đôi nào đi đôi đấy nhá 900 c này đấy có lọc hàn quốc thanh lý các bác nhá em sẽ từ từ em sẽ giao lưu các bác 900 c các bác thấy nó đẹp gần như là vừa sản xuất rằng uh, ngày hôm qua <laughs> nó đẹp gần như là vừa sản xuất ra ngày hôm qua đấy nó đẹp chưa các bác mướt chưa Đấy, 900C nhá Đấy, nó zin đét đẹp đẹp này Từ những cái mối hàn Các bác thấy mà Và 900C bên em là gân này không phải thay nhá các bác nhá Em nói luôn Nhập 900C <laughs> Xem nào, xem nào, nào À, em thấy có kênh nào bán 5,5 triệu bảo hàng không không bị gì đây gì đây gì đây ồ lại nhận này chất âm khác chỗ bán 4,5 triệu bác giải thích cho anh em đam mê đỡ hoang mang à, các bác ơi vào đông đi các bác ơi vào đông lên các bác ơi các bác ơi các bác ơi câu hỏi rất là hay bác quốc toản các bác của em đâu hết rồi các bác mới vào xem và các bác đã chơi 450c đâu hết rồi Hôm nay có một câu hỏi rất là hay, có một bác bác ấy bảo là à, khổ cái này này em bán rẻ cũng bị cũng bị một cái lỗi là là như nào nhện hả các bác đây loa chưa động chạm một cái gì và nhện nó căng đét nó chắc lịch như thế này thì vừa nãy bác làm bảo là ở đâu người ta bán đắt ở đâu bán đắt à, người ta chê ở chỗ bán rẻ xem nào nó bị sao gì à, đây gì đây bị gì hổ lại nhận thế nào chất âm khác hẳn <laughs> ông chùm loa bãi nhé vâng chào á vâng nghiện âm thanh ba tư vừa lấy một câu hỏi của bác khách đây này có kênh nào bán 5,5 triệu chỗ em bán 4,5 triệu chắc là bây giờ em này phải bán tăng giá mất rồi Đấy, chắc là em phải bán tăng giá lên không để đỡ bị uh, bị trách phải không ạ? Thực sự là người ta bán 5,5 triệu cũng là đúng thôi các bác ạ. Chứ 4,5 triệu là thực sự là một số anh em không làm về B và B phá đám chứ thực sự là em cũng muốn bán cao để cho anh em các đại lý của bên em đều bán có công. Nhưng bán 5,5 triệu là hơi cao, còn 4,5 triệu là quá rẻ. Còn với cái mức giá là 5 triệu là đúng các bác nhá Đấy nhưng mà thôi Em là một kênh phân phối và Với số lượng rất là nhiều Siêu nhiều luôn Thì em sẽ để cho các bác một cái giá cực tốt luôn Ồ lại nhận cho cứng à, Không bị nhão nhận đấy Úi giời ơi Em nói với các bác cú tỏa này Riêng nhận của 450C nhá Phân tích luôn với các bác này Nhận của loa 450C ở Cái nhện này này không bao giờ có chuyện gọi là nhão với mềm rồi các bác nhá nó siêu chắc luôn đừng có nói chuyện thậm chí là em nói luôn này 450 c bên em nhập là gân nó vẫn còn dai ngoách đấy thì xin hỏi các bác là nhện nó nhão ở cái gì hả à, các bác đây phẳng tít này còn loa ở đâu mà đẹp bằng những cái cặp loa em tuyển chọn này em tặng các bác luôn nếu mà đẹp hơn đẹp hơn thôi kể cả đẹp nhất Ngăn lai lưu của người ta cũng không thể là đẹp bằng thế này Em khẳng định các bác Hàng chưa cả tháo ra khỏi thùng Em quay trực tiếp Và trực tiếp cho các bác xem Bên em bác Bình là người bóc gân Và những cái gân vẫn còn dai ngoách Thì xin hỏi các bác cái nhện Để hỏi cái nhện nó như thế này Nào đổ cái gì vào đây Hả các bác Đấy, Xin hỏi các bác Vẫn còn nguyên zin cả gân Thì còn cái gì Và nói thực sự này bán đắt quá thì phải biện luận cái ông bán rẻ đúng không đấy phải biện luận là cái ông bán rẻ và em bán thế này vẫn có người kêu là em bán đắt thì em đến chịu đúng không đấy ngọc quan bán với giá 4,5 triệu thì em hỏi các bác chơi 450 c là em bán đắt hay bán rẻ lo ngọc quan chỉ có đẹp mướt mượt mượt đây giá lúc hào cũng yêu thương Hiếm có kênh nào làm lo bãi được như em Em khẳng định một điều như vậy Các bác xem mãi rồi Đấy Đấy cho nên là thôi Bác nào mà sợ Bác nào mà mà nhát ấy Đấy Nghĩa là không tiếc thì một triệu Đắt lên một triệu Thì mua của người người ta bán 5 triệu rưỡi Là đúng Không vấn đề gì Còn em em không quan trọng một trăm người thì kiểu gì cũng có khoảng ba người hai đến ba người người ta nhiều tiền đúng không rất là nhiều tiền người ta tính gì một vài triệu tính gì đúng không đôi noa em nói các bác này có bốn triệu rưỡi thì bỏ ra thêm một triệu mua năm triệu rưỡi cũng chẳng vấn đề gì đúng không trừ bây giờ nó là bốn mươi năm triệu với cả 55 mươi năm triệu thì phải đắn đo đúng không ạ phải không em em giải thích đấy chuẩn chưa Còn cái này nó Tạo lên uy tín và tạo lên thương hiệu Và cái cái kênh của em em khẳng định với các bác nhá Lượng loa hàng bãi xịn Và độ đẹp Thì em khẳng định trên toàn quốc Không ai nhiều bằng em về BMB Em dám tuyên bố và khẳng định như vậy Và hàng đẹp Đấy Còn hàng bên em em nói luôn các bác nhá Hàng lỗi em loại ra em bán Nó không phải 4 triệu rưỡi đâu Đấy, loại ra chỉ bán dưới 4 triệu thôi. Đấy và thậm chí là 100 đôi của em cùng lắm chỉ có một đôi là cùng thôi. Đấy, chỉ chờ bác nào mua thanh lý, nhiều bác hỏi mua thanh lý lắm các bác ạ. Đấy. Bán rẻ quá cũng có lỗi, bán rẻ cũng có tội các bác ạ. Còn em ấy thì em nói với các bác này, như thế này mới gọi là phá đám này. Người ta có một hai đôi người ta bán rẻ thì đấy mới là hàng vớ vẩn các bác ạ em nói các bác rõ như vậy một hai đôi loa người ta còn bán rẻ hơn em em nói rất rõ chứ không phải em nói là em bán rẻ nhất nhá em khẳng định một điều em không phải là người bán rẻ nhất bán rẻ nhất thì phải gặp mấy cái ông cảnh gọi là ông ấy không chuyên về loa ông ấy có một hai đôi ông ấy lôi về hay ông ấy đổi chác lộ cộ lông côm ông ấy bán rẻ hơn em thì đấy mới gọi là những ông bán rẻ nhất nhưng đấy thì các bác mới phải cảnh giác các bác nha Còn à, em nói luôn này Có những kênh bán đắt kinh khủng luôn Nhưng có lần người ta review cái loa BMB 455 ấy à, Quay review này à, cái dâu, cái nhẹ, cái dâu này này Người ta bán đắt nhất trên kênh Mà cái dâu này thay cả dâu Một bên trắng, một bên vàng như này Mà vẫn quảng cáo là đẹp Đấy, kênh đó thì người ta bán giá đắt cắt cổ vẫn quảng cáo là hàng xịn hàng đẹp em em lướt qua em nhìn video em bảo sao cái ông này ông bán hàng gì mà tài đấy loa thì à, thay cả dâu rồi mà vẫn quảng cáo là hàng xịn mà đưa lên kênh youtube như thế mà em em vẫn nhớ như in luôn rất là nhiều vì thực sự là em nói này ngọc qua một ngày suốt ngày sờ vào loa hàng như nào mà em không biết nữa, thì tốt nhất là bỏ nghề đi bán kem đó. đấy nói vui như vậy thôi đúng không phải không ạ Rồi em giải thích được chưa các bác Rồi bác Toản đâu rồi Bác Toản đâu rồi Vào em giải thích thế được chưa ạ À dâu có tuổi trắng là đúng Nhưng nó lại mà một, một bên trắng Một bên đỏ cơ các bác ạ Đấy có những kênh người ta bán như thế Mà em Mà cũng đưa lên sóng thì em đến bó tay Không hiểu là các ông kỹ thuật mấy cái công bán hàng cái kiểu gì các đương nhiên là vang năm 000 con đấy nó cực hay cực hay bác trần toản đấy em giải thích thế đó, chuẩn chưa ạ thực sự là em cũng rất muốn bán được cao và cũng rất muốn là như 450 c nó phải xứng đáng 5 triệu 5 triệu hai đấy nó phải xứng đáng nhưng Ngọc Quang đưa về một cái giá gọi là để cho anh em được chơi và ai được chơi với cái giá như thế này thì lại còn bị trách Đấy, và thực sự là rất nhiều, rất rất nhiều anh em trên thị trường muốn Ngọc Quang là một lơi số lượng nhiều nhất. Muốn em là người Lâng lên cái giá là 5 triệu và em cũng rất muốn như vậy. Nhưng thực sự là lên như vậy thì đó, thì người tiêu dùng sẽ lại mua chậm đi bên em. Và cái lượng đẩy hàng đi không thể là nhiều được như Ngọc Quang ngày bán mấy chục đôi các bác nhá. Đấy. À không phải em nhắc à, thắc mắc đâu, vừa vào bác đã nhắc tên. <laughs> nói phét lại còn nói to, bán thì giá cũng trên trời. À bác không Nguyễn, đúng rồi, trên trời. Đấy, nói phét lại còn nói to, bán lại giá trên trời đúng không? <laughs> Bác quay 6 là 1 C2 6 C2 Đây ạ 6 là 1 C2 đây ạ Au gì đây Audio kênh A600 Hàng đẹp xịn Bao nhiêu gì đấy Audio Ok cái gì đây bác nhắn này em hơi khó Chú Quang cho hỏi 45C và JBL đương nhiên 450C sẽ thích hơn nhiều. Có loa TB uh, loa TB em có bát 30 bác nhá. Super Lairin, uh, đợt này em đang chưa có hàng. Đấy. Đây là 601C2 các bác nhá. 601C2 các bạn. Đời ba cọc các bác. Uh, màng màng huyết nhá các bác nhá. Vẫn bụi này này, em chưa cả phất bụi nha các bác nhá. Bụi này. Đấy. này. Phẳng tít các bạn chưa một vết nào nha. Tép chưa một vết nào, vẫn còn nguyên bụi này. Đấy. Vâng. Không có nhiều hàng thì phải bán đắt, không phải người ta bán ít bán đắt cũng là đúng thôi. Đấy. Đời ba cọc các bác nhá. Nói luôn là đời ba cọc TB bắt 30 là 12 triệu bác nhá. Phiên bản đời cao, đẹp lắm, đẹp gần như mới luôn. À con đó là 5 triệu rưỡi bác hùng ngộ. Rồi, em lại giải thích thêm về cái sản phẩm của Lương Tiếng. Vừa có một một bác khách mua bên em. Lương Tiếng CB CB mã 800 ucha và lân tiếng của TD Acoustic thì em thông báo với các bác chỉ có hai loại đó là CB 800 và CB 900 đấy CB 800 thì giá nó rơi vào hàng chuẩn xịn bao cứ nó rơi vào đâu đó à, rơi vào 1 triệu 8 còn CB 900 hơn 2 triệu nhưng chất lượng của CB 800 và 900 nó như nhau vẫn chung một loại ruột đấy nhưng con 900 nó thêm cái cổng quang bờ tút Nó đắt lên mấy trăm nghìn Đấy Thì em bán cho một bác khách Mua cả một bộ dàn bên em Thực sự bác khách này thì Thì cũng chỉ gọi là nghe người Người khác giới thiệu là đến Ngọc Quang mua là hàng chuẩn Xịn Thì em đã bán cho các bác Là loa BMB xịn Và những sản phẩm đều là chất lượng Và uh, con vang Vang số có cổng Có có cổng quang Đấy, nhưng mà bác lại cứ đòi phải mua lương tiếng thì em lại bán cho con lương tiếng này thế thì hôm nay lại nhờ em giải thích nhỉ? hôm nay lại nhờ một thuê một người thợ không biết là thợ nào Đấy, đến chỉnh setup theo ý của người dùng thực sự là chỉnh rất là hay rồi nhưng mà lại cứ thích thuê Đấy, thuê người mang đến máy đến chắc là gần khu vực thôi Đấy, thợ vườn thợ quê thôi Lấy đầu 5 600 nghìn thì đó em không biết Nhưng mà đến thì nhìn thấy con lưng tiếng CB này Để Thì chê bảo Ui bây giờ dùng gì con lưng tiếng CB 800 này Các bác ạ à, Bảo lô nó, xả, nó cách đi 35 rồi Thì bác khách điện cho em Bảo là sao lại bán cho con lưng tiếng cách đi 35 Các bác nhá Em nghe em giật mình mà là hay là lại này lấy lấy phải con thanh lý của khách nhưng mà không phải vì em bán thanh lý này em bán luôn chứ còn em đã bóc hộp ra là hàng mới đúng không? thì em em mới hỏi lại bà thích là con nào hóa là mua con mới con mới thì đúng là con này nó sản xuất phiên bản cách đây độ bốn năm rồi chứ không phải là ba năm đúng không? nhưng mà thế này các bác ạ hiện tại bây giờ vẫn đang sản xuất và con nâng tiếng CB 800 hiện tại nhà máy còn đang cháy hàng Nghĩa là đang hết hàng Đấy Các bác ạ Người ta bán có những cái dòng vang cách đây 7 năm Người ta vẫn bán và nó vẫn đang sản xuất Đấy chứ không phải là Không phải là cứ phải đòi là cái đời nó mới ra nhất các bác ạ Và Ông thợ đấy ông bảo là cái con TD nó phải cái hãng LV hay LVL gì em chưa cần, em không biết. Em điện ngay cho công ty này em hỏi có hàng phiên bản mới chưa? Công ty chỉ trả lời là như này. Anh Ngọc Quang ấy chỉ có CB800 và 900, còn những cái tên khác chỉ là hàng fake và hàng nhái thôi. Đấy. Các bác thấy cái khổ của của những người tiêu dùng mà nghe những cái ông thợ vườn vào chọc ngoáy rồi phán ấy các bác ạ. Cực kỳ là hoang mang. Hôm em bán con CB800 này, bác khách ấy còn cho em xem một video ở đâu bán con nâng tiếng CB1000 Em bảo là chưa bao giờ em thấy có nâng tiếng CB1000 của TD Nhưng trên thị trường lại có TD1000 các bác ạ Em chỉ thấy có CB800 và CB900 Còn CB1000 hay 2000 chỉ có là hàng nhờ dởm hàng nhái thôi các bác nhá Riêng nâng tiếng TD Lâng tiếng của TD chỉ có CB 800 và 900. Còn nếu mà có 1.000 hay 1.200 hay 2.000 hay 5.000 gì đó Chỉ là hàng giả thôi các bác ạ Em nói luôn Nó là hàng nhái, hàng fake nha các bác nha Vì suốt ngày em giao dịch với công ty Đấy Chưa còn tất cả các tên khác Kể cả như Con vang Con vang của TD Mà những con vang mã số TD12, TD20 Các bác Mua những con vang mà cái mã số đấy Là vứt đi hết các bác nha Không phải là hàng xịn Đấy Và bác Lê Văn Tuấn Riêng CB mà lân tiếng mà có từ 1.000 nhá... Không bao giờ Ngọc Quang Bán và ghép cho các bác Và dám quảng cáo là hàng xịn hãng Đấy Thế mà ông ta ông ấy cứ Mỗi hôm ông ấy nghe Nghe một cái ông thợ À quên ông công khách của em Ông bạn khách của em ông ấy Mỗi hôm ông nghe một ông thợ ông phán Bảo Ngọc Quang bán con CB800 Đời cổ rồi đời thấp rồi Loại này cổ lỗ sĩ ly, đời đời tống rồi nhưng mà thông báo các bác cb 800 và 900 tại sao em không bán con 900 cho bác ấy một là phí tiền hai là các bác cắm này nha có cổng quang rồi bán con kia vào thì nó thêm mấy cổng quang thêm mấy cái bờ tút bằng thừa các bác ạ tự nhiên đắt tiền lên và chất âm nó vẫn như nhau đấy chứ có đâu phải là 800 và 900 hay là cái này nó sản xuất cách đây Nghĩa là đời này nó ra cách đây 4 năm rồi Thì bây giờ nó vẫn sản xuất Chứ không phải nó sản xuất cách đây 4 năm các bạn ạ Đấy Cho nên là đừng có nghe những cái ông gọi là thợ, thợ vườn mà đi Set up rồi chọc ngoáy người ta các bác ạ Đấy Chọc ngoáy người ta Bảo là bây giờ dùng gì con này Dùng cái con gì gì của người ta bán đấy các bạn Thế chắc là ông này chắc là ông ấy gạ Để ông ấy bán cái sản phẩm của ông đấy Đấy Em giải thích thế là đã chuẩn chưa các bác? Vâng, thợ đấy chắc là gì bác uh, Nghĩa Đâm Thanh 34 Thợ ấy chắc là thợ thì một mùa chết người dùng lại mất thêm tiền Đấy, vang X12 đã gì đây? À vang thì em bán hình như là không biết là con vang số gì ý. Con vang số chắc chắn là cái bộ đấy sẽ là vang số chất lượng rồi Em không nhớ rõ là con vang số hình như là con một là X12, hai là con vàng nội địa Chỉ là Cái Con vàng hay sao Đấy Ngon rồi lại dùng mà mua lân tiếng Mà cứ phải lân tiếng đắt Đúng là thợ vỡ vẩn rồi Nói nhiều kiểu lắm các bạn Em bán thì bán vàng rồi Nhưng mà em bảo là không cần lân tiếng Nhưng mà khách này bác ấy Yêu cầu là phải có lân tiếng Đấy các bác ạ Đấy thế mà Sub 30 multi có bác ơi. À, 6,5 triệu bác nhá, hàng xịn bác ạ. Còn con K2000 thì nó là phiên bản cao cấp hơn bác nhá, đắt tiền mà. Đẩy chuyên uh, súp 50 con 220. À từ 220 con 100 bao nhiêu chuyên trị Sub, đẩy chuyên của công ty à đẩy đẩy của công ty CB. À, có mã 13 triệu, 15 triệu bác ơi. em có đủ bác nhá. Công suất lớn nắm nút cũng rất bực mình phải giải thích các bạn và giải thích đến 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 chối ấy. mà còn còn không vào vào tay nữa thì đến chịu các bạn. CB một nghìn hàng nhái của địa phương Trung Quốc sản xuất do người Việt Nam đặt rẻ có một triệu thôi còn chính hãng của TB chín trang là cao cấp nhất đúng rồi cao đúng rồi bác Lê Văn Tuấn cao cấp nhất thì nghĩa là nó thêm nó thêm cái chức năng cổng qua Bluetooth. Chứ còn chất lượng âm thanh thì ruột nó vẫn là một so với 800. 800 với 900 nó vẫn là một các bạn ạ. Đấy. À, bác Tiến Trần con đấy thì 1 triệu 8 bao ship bao nhiêu hàng xịn nhá. Đấy còn nhiều đơn vị các bác cứ gõ ra CB 1000 người ta bán triệu rưỡi hay là triệu 7. Em nói luôn các bác con đấy chỉ bán 1 triệu bao ship là đã có công rồi. Đấy, hoặc bác nào thì bán được triệu 1, triệu 2 là cùng thôi. Nhưng các bác sẽ phải mua nếu không tin các bác sẽ mua với cái giá triệu rưỡi thậm chí triệu 7. Những con CB 1000 các bác nhá. Đấy là hàng fake đấy các bác ạ. Em nói luôn, không phải hàng xịn đâu. Em khổ về cái ông ông bác khách này. Cái lúc bán bác ấy bảo là hàng của em là đời thấp. Uh, thấy các chỗ người ta bán Lâng tiếng phải 1.000 hay 2.000 cơ Đói các bác ạ Khổ chưa Đóng Lúc bán hàng rất là mệt À gì đây Sao lại có kênh gì Bán 23 triệu giờ thấy 5 triệu không ai mua là sao À sao lại cái gì Cái gì cái gì Lâng tiếng mà 23 triệu mà lại 5 triệu không ai mua là sao cái đấy là cái gì bác hương tàu anh lướt qua con đẩy đó coi chút ở bác khánh ngọc con đẩy nào đây thế có vang số x 5 rồi có lên nắp thì lâng tiếng dưới vang để hát cho nhẹ không thực sự lâng tiếng để các bác muốn điều chỉnh do những bác nào không biết chỉnh vang số thì có lâng tiếng các bác có thể căn chỉnh thêm giải bát giải tép theo ý của mình thôi còn nếu mà căn chỉnh hay thì không cần lâng tiếng đâu các bác ạ Còn như có lâng tiếng thì nó sẽ kích về cái phần nhạc mạnh mẽ hơn Đấy, lẩy hơn Và các bác có thể điều chỉnh theo ý của mình Đấy, nó có cái hay riêng của nó Còn như em thì em không dùng lâng tiếng Nhưng mà nhiều bác vẫn mua lâng tiếng Để dùng theo ý của mình Đấy, nó cũng không thừa đâu các bác ạ Đấy À, bác Trần Toàn đẩy chuyên súp ạ. À. À, đẩy chuyên súp thì em lại không bóc. À, nếu mà các bác muốn xem Và chiêm ngưỡng thì em phải vài hôm nữa em phải dựng dựng những bộ array, em sẽ dựng cả súp ra. Đây này, những những những, những con đẩy chuyên súp này nó dày của DBL Coax nhá. Nó rất là khủng luôn các bạn. Rất khủng, công suất lớn. Những uh, mã đẩy công suất lớn các bác nhá, của DBL Coax này rồi thì um, một số dòng đẩy uh, cao cấp như Yamaha đấy uh, chuyên cho súp sự kiện các bạn súp kép súp kép nhá súp kép như ví dụ những quả súp của DE uh, rồi thì của Martin hay là của Au Center hôm qua em review e quả súp này này là những con đẩy khủng này. nó chạy căng đét các bác nhá. Vâng chào bác Nguyễn Đức Toàn chào bác cường ba la chủ tịch bắc à, bắc giang hello chủ tịch bắc giang <laughs> bác cường ba la chủ tịch gì mà chủ tịch vẫn phải đi giải thích những cái rất là nhỏ để cho các bác biết đấy nhưng mà những cái nhỏ làm lên cái lớn các bạn vì rất là nhỏ như thế này nhưng mà nếu không giải thích ý, thì người dùng nhiều khi sẽ 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 trách em là tại sao ông không giải thích được đấy cái ông thợ vườn kia ông ấy giải thích là cái này là không đáng chơi này Đấy bây giờ phải dùng cái tên khỉ rõ gì mà em chưa nghe thấy trên Nghĩa là chính Ngọc Quang còn chưa nghe thấy có cái tên đó Đấy thế mà cái ông thợ đó ông ấy ông ấy bảo có cái tên LVLVL thì gì em chưa cả nghe thấy các bạn Súp hơi 40 multi có chứ bác em có đủ nhá Loa 5S 5S cũng là hàng bãi các bạn ạ nó chỉ là hàng bình dân thôi Bình dân thôi các bạn Chân nó full có hết các bạn Em rất là nhiều Góc kia 8 triệu có chơi được bộ đẩy vào súp hơi 40 ạ Chơi được bác ơi Đẩy tới 800 con sò sắt mỗi kênh Có chơi được một quả súp hơi 40 À chơi được bác Con đấy chơi tốt Em chưa hiểu Uh, con nén tiếng ta dụng ui rồi tốt chất bỏ cái đấy gì các bạn đã lưng lại còn lén làm cái dê khổ lắm cơ sao lại các bác nhiều bác này, em em nói luôn đã mua lưng tiếng sao lại mua lén tiếng tốt nhất là nhiều quá bỏ đi các bạn nó nó chẳng giải quyết một cái gì em ghép cho các bác em chỉ ghép thôi. thường là đẩy vào vang cùng nó bác nào thích lưng tiếng thì cắm con lưng tiếng vào Chứ còn lại là còn lén tiếng rồi lại còn lọc xì này. Các bác ạ, à, các bác cứ thử mua thêm những cái món dâu ria làng nhàng ấy sau lại vứt đi hết mà. Đấy. Cùng lắm các bác chỉ mua thêm một thứ thôi. Đẩy vang và mua thêm nọc hoặc mua thêm Lơn tiếng. Các bác đừng có mua tùm lum như thế sau vứt đi hết các bác nhá Vứt đi hết đấy các bạn Em nói chuẩn cho các bác. Đấy, các bác nào không nghe em thì cứ đi mua thoải mái các bạn. Em cũng thích và em bán được càng nhiều thì em càng thích thôi nói chuẩn ra nói tẹt ra là như vậy. Đúng không? Nhưng mà em khuyên các bác tùy các bác thôi. Đấy các bác thấy 900C bên em uh, vừa về được uh, tổng là khoảng 30 đôi các bác nhá. Đấy, 900C nó rất là hiếm. Những cái lô số lượng nhiều cái này rất là hiếm các bác nhá. Đấy, khoảng 30 đôi anh em đang tháo ra để để vệ sinh các bạn đôi nào đi đôi đấy các bác nhá còn uh, 450 c thì siêu nhiều bên em các bác thừa biết rồi mấy ngày vừa rồi về liên tục ạ đấy kiếm mãi có những bác kiếm mãi không được 4,5 triệu đó thế mà có vừa lấy của bác có bác bảo ở đâu người ta bán tận 5,5 triệu bác có bk vân vàng vỏ gỗ à, BK em hiện tại đang có mã 880 hay là mã màu vàng cà phê kia rồi Cái này này Anh em đã vệ sinh xong cái lô này số lượng 50 đôi Thì cũng bán khá nhiều rồi các bạn Bán được khoảng 15-20 đôi rồi đấy. Đây này Màu rất đẹp các nhá nhé Màu cà phê Đấy. Còn có một đời như vừa nãy thì Vân vào và gỗ đợt đây em không có bạn Thực sự cái đấy nó có có, có, kiểu dáng riêng của nó chất âm của nó màu màu rêu hay màu kia hay là màu vân vàng của gỗ hay là màu gì đi nữa như mà ruột gan của bê cài nó xem xem nhau nó như nhau các bạn có những cái gì nó giống nhau thì em giải thích các bạn. cho các bác cho các bác đỡ phải băn khoăn đặc biệt là hôm nay em rất bức xúc về cái con con lưng tiếng này này Đấy có những ông, phán như thế em không hiểu là ông thợ ông cứ uh, ông ấy mang cái ý đồ gì ông ấy cho nên là phán cho nó đúng em em nói như này để cho những ông thợ nào mà chê hoặc là đi đi set up lấy tiền người ta cái gì chê cho nó đúng thôi các bác ạ nhá chê nếu mà bảo cái này dùng làm gì mà bây giờ nhá vài hôm nữa bên công ty của em là về một công này nữa nó hàng 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 nghìn con các bạn đấy mà trên cả nước người ta dùng người ta rất thích con lưng tiếng của CB800 này. Đấy, thế mà cái ông thợ ở khu vực bác đó em chẳng biết ông thợ ấy, ông nào. Đấy, ông ấy bảo là cái này ai dùng nữa. Nghe có chối không các bác? Thực sự con CB800 này rất là đẹp và chất của nó rất hay nếu trong dòng lưng tiếng. Đấy, giá tiền nó hợp lý trong hàng xịn các bác nhá, Rất hợp lý. Đấy, còn 900 thì nó vẫn chất âm như thế này. Chẳng khác là nó chỉ thêm mấy cái công quang đây đây. Rồi. Mấy ở bắt thêm cái hệ thống bluetooth còn về chất âm tất cả nó vẫn là một các bạn. Đấy. À 301C3 màu đen, giá ngon yêu thương các bác là 11 triệu quá nhá. Bình thường là 11 uh, triệu rưỡi, em bán cho các bác 11 triệu thôi. Hello chào chú đạt. Hello sếp. <laughs> Hàng đó hiếm anh ạ. À toàn phạm 1 triệu 8 bao ship bác nhá Mỗi đoàn ngọc ông là bác khách cũng mua rất là nhiều bên em Và các bác cũng đã hiểu và rất là hiểu sản phẩm Ngọc Quang bán ra Em đã nói là hàng xịn là xịn Còn hàng dởm là em nói là dởm luôn Không bao giờ sai Không, lâng tiếng này không phải thanh lý bác ạ Lâng tiếng này là em nhập về và em nhập rất là nhiều Vẫn bán rất là chạy các bạn Đấy Thế mà hôm nay có cái ông thợ đâu ông phán vào cái này À, cách đây 35 rồi mà đúng rồi cái này nó ra cách đây 35 nhưng mà lúc nào nó cũng sản xuất vậy chứ không phải là là nó sản xuất cách đây 35 mà hàng tồn kho đâu nó là mới cứng đấy các bạn ạ đấy thế mà có những ông ông ấy LVD setup ông phán như thế người dùng nhiều khi nghe những cái ông thợ 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 vườn ấy phán là các bác hoang mang đấy, đừng nghe như vậy thì các bác nhá à, nếu mà nói về phán ấy thì có lần em bán con âm ly 203 l hoặc là ba là mã cho các bác khách này. Thế có những ông thợ vườn ông phán bảo ôi âm ly đều rồi âm ly gì có bốn sò ạ âm ly ba là mã mới hai ba l em bán cho các bác hàng xịn chỉ có bốn sò thôi nhưng mà ông thợ vườn ông bảo hàng giỏm rồi à, mang tôi đổi cho con 12 hai sò lại còn cắt tiền cho các bác ạ đấy sau khi phát hiện ra đòi lại ông thợ ông bảo là ông bán mất rồi các bác thấy không rất nhiều loại thọ các bạn. Nhiều loại thọ lắm các bạn, nhiều loại thọ, thọ kiểu đấy là thọ gọi là chỉ dình gọi là 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 cướp cướp của cướp hàng của của người tiêu dùng thôi các bạn. Nhiều loại thọ lắm các bác nhá. 450C cho anh chưa? bác Tài Nguyễn. À em chuyển rồi bác ạ. 450C đấy, em chuyển rồi. Rất là đẹp. 450C em đóng liên tục các bác ạ. Em đóng trả các bác liên tục rồi, chắc chỉ một hai em nữa sẽ đến các bác. Thợ giảm. thợ giảm. Đấy, thợ người ta phán ghê lắm các bác ạ. Nếu mà các bác mà không vững tâm ấy mà mua ở Ngọc Quang ấy về ông thợ ông bảo là ôi mua phải âm ly giảm ấy, con ba la mã này về tháo ra có bốn sò lại còn bé bé cơ. Ông thợ ông bảo ôi sò bé tí rồi có được bốn sò đánh đấm gì. À, mang tôi đổi cho con nó phải 12 sò. Đấy, đánh nó mới căng. Các thêm tiền vào cho tôi một ít. Mai đến uh, phát hiện ra. Uh, đến đòi, đến đòi nó bảo bán rồi. ba thấy cứ nhiều lúc lão hết cả ruột các bạn. Đấy, hay trước đây em bán 450C. Về thì ông thợ ông ấy bảo là ôi loa đẻo rồi loa chi Đấy, nhưng bây giờ thì ít bị thế rồi. Bây giờ thì 450C nhìn đằng sau made in China thì mới thích như trước đây mới đi China lại lại mua phải hàng dởm rồi có khổ các bác ạ đấy bác Hà Bá cứ mua của Ngọc Quang là ngon bộ rẻ hàng thanh lý anh Ngọc Quang có lọc hàn có bác ơi có lọc hàn đấy bác. ở đây con lọc hàn hai đèn này đấy các bác nhá đấy lọc hàn quốc hai đèn này em uh, mai ngày kia về rất nhiều lọc Victor các bác đây lọc uh, Inken hai đèn này các bác ơi đây, lọc uh, Hàn Quốc uh, một đèn này. Đấy. Con này con này mã này mã đắt tiền của đời một đèn này. Con này con mã gì em quên mất rồi. Này. Đây một đèn này. Đấy. Mã gì Một đây này. T nghìn này. Đấy, đôi lo bốt nào rẻ có bác Nguyễn Dung ơi. Có đôi bốt rẻ Bốt rẻ thì lẻ 301 đời đầu á, sản xuất tại Mỹ đây này đấy, 3 này một đời đầu rồi đây, đây này đấy. cặp này là 4 triệu 8 4 triệu 8 đấy. 4 triệu 8 3 này 1 loa Palamac có phải hàng xịn không à Palamark nó là hàng xịn của công ty hàng công ty bác ạ hàng xịn của công ty thôi Palagin chưa có bác ơi, Super Palagin em chưa có hàng, em chỉ có nhiều Yamaha thôi. Đấy bác Nguyễn Dung nhá, đôi đó là rẻ này. Đấy, đôi bốt uh, 301 trơn uh, đấy, đời đầu ấy, sản xuất uh, Messi uh, sản xuất Mỹ. Đấy, đây này, bốt uh, đời đầu ấy bác ơi. Đấy, em có nhá. cặp màu vàng này. Đấy, còn cái cặp vừa là em quay là màu đen đang gom tiền hôm nào đủ tiền bác qua mua đôi loa <laughs> bóng minh 36 quay kỹ anh xem với em ơi đây 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 các bác ơi bốt đời đầu đấy đấy nha các bác nha đời này nó tép nó rất là to bác ạ đấy. đúng rồi bác Lê Văn Tuấn con lưng tiếng là giải thích kìa <laughs> như bác mất lửa ký lúc bọn <laughs> nhưng mà giải thích ấy mà mà cái bạn khách ấy vẫn muốn là em phải lên sóng để giải thích đấy sợ kiểu như là mờ ám ấy các bạn thì không biết là bạn khách đó có xem video này không chắc chắn là sẽ đang xem rồi đúng không em giải thích thế là có có đạt tiêu chí rồi các bác hả à các bác à, có bán quá nhá nhưng mà bán cả hai đôi bác ạ. chứ không bán một đôi đâu. Nếu các bác mua tay thì bán về bán cả bác ạ, cả hai đôi. À bác Nguyễn Hậu. Ồ xem mà có gì sáng mai nhá. Sáng mai kiểm tra xem cái con vàng X5 nhá. Đấy, không biết là cái đơn X5 thì nhiều bác đặt lắm mình không biết của bác Nguyễn Hậu là gửi chuyển chưa bác nhá. Đấy, có gì mai nhá. Mai nhắn tin Nhớ sáng mai nhắn tin lại cho Ngọc Quang nhé Vào Zalo nhé để kiểm tra đơn hàng nhá Vì hàng đi rất là nhiều BK kia bao nhiêu à, Loa BK kia là giá là 3,3 triệu đồng đó nhá. Tại cửa à, hàng 3 triệu 3 Hàng BK Nhật Bản rất đẹp đẹp Vừa nãy bác hỏi đôi bốt này Đôi bốt này Đang trả lời với bác khách à, Đôi bốt 301 này Đấy Cặp loa này nếu các bác thích bốt thì lên chơi đôi này rủ hai người vào uh, vào chia ngọc quang bán ngay à rồi rủ hai người vào chia ngọc quang. À, cảm ơn bác lê xuân phương đánh loa 900 c tầm bao nhiêu ạ? À, tầm 5 triệu trở lên là đánh tốt ạ. Lâng tiếng thì bác dùng con CB 800 đấy hoặc là uh, CB 900 hoặc là những con DB Acoustic Đấy là những dòng lưng tiếng nổi tiếng nhất và hay nhất các bạn Sup 50 TV bao nhiêu tiền À con đấy là 9 triệu đồng bác ạ 9 triệu đồng Bộ dàn cao kê nào 20 triệu có sup Có bác ơi ghép được bao hoàng đông ạ à? Bộ 20 triệu ghép được sup bác nhá Đây bác Nguyễn Dung ơi à, Đây là loa bót xịn nha các bác nhá Đây Kể cả có những con ốc vẫn còn sáng này các bác nhá Ốc xịn của bầu ấy các bác nhá Đấy, riêng cái đời này nó lại như vậy Đấy, đời đời ra đầu tiên đấy các bác nhá Nó làm trông có những cái gì nó rất là cổ kính Nhưng mà nó rất là sắc nét các bạn Đấy đôi loa này nghe thì tuyệt vời các bạn nếu mà để nghe ấy, thì em thấy nó còn chi tiết hơn cả CG2 cơ đó C2, C3 nó chỉ chẳng qua là công suất nó có nhỉnh hơn này một chút Cái này công suất nó sẽ nhỏ hơn đời kia một chút đấy nha các bác nhá Đấy Em phân tích cho các bác này Đều là bát 20 Và cái tép to này những công suất của đời đầu này nó nhỏ hơn một xíu Ví dụ cái kia 75 thì cái này nó hình như là rơi vào khoảng 72 hoặc 70W đấy Đấy, một thùng. Đấy. nhưng giá tiền thì rất là yêu thương. Em mà nghe nhạc em cũng sắm đôi, nếu là như người dùng em sắm đôi này. Một là nó rất hay, và trưng bày nó có một cái gì đó, nó rất là là, là cổ kính các bạn. Đấy, nó rất hay nhá các bạn nhá nghe nhạc nó rất chi tiết. Trên cái cặp bốt này, à, trơn các bạn, gọi là ba lẻ một trơn. Rất tuyệt vời các bạn, trưng bày nó rất là đẹp nó có cái gì thì nó cổ cổ trông rất là hay đấy để dành cho bộ mic vì tím đời cao ít hôm nữa về nhà mua ok bác em có nha à, Ngọc Quang có loa bát 20 làm loa lời em có nhiều bác ơi b 3 x 8 i 3G audio các bác ạ đấy rồi thì những loại gì nha em rất nhiều lo lời các bác nhá em em không nhớ đâu vì em chấn đại này em sẽ sẽ kể cho các bác rất nhiều lo lời đây này có cái con con âm ly này mới là hàng ngon bổ rẻ thanh lý này có con này bác khách uh, Lớn cấp này con này con xịn nhập nhá của sóng nhạc này các bác ơi con này sau em phải kiểm tra lại xem nào xem bác bán với mức giá thanh lý là bao nhiêu con này hình như mã đời cao và công suất lớn này. Nó lặng, lặng hơn 506 nhiều quá, bì nó lặng lắm. Mã của nó SPA680D của Gunet. Đấy. Âm ly Gunet là âm ly nhập một trong những dòng đắt tiền nhất nhì ở thị trường. Và cái này thường là ở siêu thị lớn, uy tín người ta bán cái dòng này. Mắc tiền lắm các bạn. Cái này mua mới, mới mắc lắm Mắc tiền lắm các bác nhá Con này thì không thể nào giảm được rồi các bạn Hàng xịn của sóng nhạc đấy các bạn Con này Những cái đây Những năm trước là những người sành chơi thì Mua con này này Đấy Hình như là con này đắt hơn con 506 Em nhớ không nhầm là đắt hơn 506 của Komi Đấy Đắt hơn nha các bác nhé con này sẽ sau sẽ thanh lý cho bác khách này Đấy. rất là còn rất là đẹp đó. nguồn nó to kinh khủng luôn. b nó lặng hơn con năm này sáu nhiều quá em b thấy cực lặng luôn nó khỏe lắm ạ à, bác lê văn tuấn à, vậy mới biết nghề nào cũng có cái lỗi khổ riêng chỉ có các bác à, được chơi âm thanh là sướng thôi <laughs> chính xác vậy các bạn Nghề nào cũng có cái lỗi khổ mà rõ ràng Bác Lê Văn Tuấn nói chuẩn nhé Kênh của em em bán em tư vấn là chuẩn Vừa lấy nhận cái cuộc gọi của ba khách Mua của em rồi nhưng mà băn khoăn Định kiện em về cái mà tại sao bán cho con lương tiếng cũ Em bảo là sao cũ thế nào được Bảo ông thợ ông bảo cách đi 35 Em bảo cách cái 35 là thế nào hay là Lại nhúp phải cái con thanh lý của khách Vì thanh lý thì em không có thôi nhưng hóa ra là bảo là ông thợ ông bảo cái cái lưng tiếng này sản xuất cách đây 35. Và sản xuất cách đây 35. Nghĩa là thế này em em hỏi lại bảo ló ra cách đây 35. Đấy, em mới mới bảo như thế. Thì ông ông, ông khách tiêu dùng ông bảo ừ. Đến triệu thôi. Đầu tiên nói nốt em, em em lộn hết cả cả máu lên lão các bạn. Đau hết cả đầu. à, Chào bạn Trí Công Chiều nay nhận loa X12i rồi Rất là ok Đấy, Hàng chuẩn anh ơi Cảm ơn nhá B3X12i thì ngày hôm nay Ngọc Quang bán chuyển đi cũng rất là nhiều Cả Pro G12 này Đấy, bộ sản phẩm này sẽ ngày mai sẽ chuyển trả các bác nhá Con đẩy 4 kênh này và loa bốt CD3 Đấy, ở nhà bác có một đôi BMB450C rồi Cộng một con vang TD nữa là các bác nghe hát cao kê rất là hay các bác nhá con đẩy bốn kênh kia nó ở dạng công suất vừa phải để đánh với lo bốt rất là tuyệt vời với B và đấy nha các bác à, thấy Ngọc Quang bán hàng đi các bác anh em chuyển đủ tiền đấy, lần đầu tiên như bác trí công này mua bên Ngọc Quang chuyển đủ tiền đấy còn chưa nhìn thấy hàng mà nhận được hàng rồi đánh giá là rất ok đấy. em bán thì không phải là một lần các bác nhá những bác nào mà chưa mua bên em thì cứ hỏi bác trí công xem nói có mua một lần lần đầu tiên bác cũng chuyển banh đủ tiền đấy các bác tin tưởng đến mức như vậy mà chứ ngọc quang mà lại lừa ngọc quang lại bán như một số lời người ta bán náo nháo chuyển đủ tiền rồi lại nhận được đôi loa 2 triệu rưỡi thì thì ôi rồi đúng không Đấy, trong khi đó cặp loa 15,5 triệu cơ Các bác bắn phát đủ luôn Đấy. 301 C3 em bán giá chiên các bác là 11 triệu đồng Các bác lên nhớ là 11 triệu đồng nha Chứ không phải là cái loại 9 triệu mấy đâu nha các bác nha Các bác lên nhớ rõ nha Em nhắc luôn đấy Chứ không phải là em bán như vậy Chứ các bạn đừng so với một số lơi Một số lơi nhá Người ta bán giá gọi là hàng Nghĩa là cái màng loa trông nó buồn cười lắm các bạn Nó nói thật với các bác nó là hàng nhập theo đường Trung Quốc Màng nó trông nhom nhem mà trông nó bạc phách và phạch các bạn Đấy thì xin hỏi các bác có rẻ hơn được độ Tầm triệu rưỡi một đôi loa Nhưng mà trông nó cực kỳ là là bẩn các bạn Mà nhom nhem Thùng ấy thì người ta có thể làm vuông vắn tuốt tát đẹp nhưng mà nhìn vào cái tuyến nòa là các bác biết ngay đấy đây này nhìn vào tuyến nòa nó xanh mướt đây các bạn đây này nó xanh mướt này đấy vẫn mốc theo kiểu thời gian thời tiết mình mà đấy nó xanh mướt thế này này đây này đấy các bác nhìn em dí sát màn hình nhé nó không bạc bạc có gân của nó còn xanh kết hơn kẹt này các bạn nhá Đấy, có một số nơi người ta quay ào ào, quay rất là nhanh, lượn lượn lượn. Rồi, quảng cáo là Ui, bán robot rẻ nhất thị trường các bạn Nhưng thực sự không rẻ đâu Những cặp loa người ta bán 9 triệu rưỡi Mới triệu 8 ấy, Người ta lãi cực kỳ luôn Và cặp loa này 11 triệu em bao giá rẻ nhất Đẹp như này với giá 11 triệu là rẻ nhất Các bạn không thể nào rẻ hơn nữa. Anh em bán 11 rưỡi thông cảm cho em nhé Không phải em bán phá giá đâu Mà em vẫn bán 11 rưỡi Nhưng em chiên các bác 11 triệu Được chưa thời buổi kinh tế thị trường rất là khó khăn em bán gọi là lấy tương tác thôi các bác nha không phải em trí phá đâu nha các bác nha Đấy, anh em bán bốt này là tầm 11 rưỡi em vẫn bán 11 rưỡi 11 8 các bạn chứ không phải 11 rưỡi Đấy chuẩn bị nghe rồi anh em cứ yên tâm bác Lê Xuân Phương đấy các bác Lê Xuân Phương là mua hàng bên em rất là nhiều rồi các bác là mua hàng của Quang chỉ việc gọi hàng xóm đến nghe thôi Không phải kiểm tra Đấy mới là vui các bạn B3440 ở à đây Hàng bên anh Quang vẫn là chuẩn nhất tiền nào của đấy Bác bạn trí công kia Em nói thật các bác Là lần đầu tiên mua bên em Nhưng cũng là nói thật các bác Là thợ đấy các bác ạ à. Vì những người thợ người ta rất là tinh Người ta biết là ở đâu bán hàng như nào vì người ta hay theo dõi kênh người ta biết mà Đấy, Chứ còn các bác là chơi nhiều khi vẫn cứ nghĩ là ông nào bán hàng cũng nói hay đúng không Em nói chuẩn với các bác Đã nhập hàng về thì hàng nào cũng phải nói hay Kể cả như em Em cũng phải là lựa chọn trước khi đưa hàng về Cái hàng nào nó phải hay, phải chất lượng Thì mới kéo về Còn không chất lượng kéo về Quảng cáo hay, mai người ta tẩy chay ngay các bác ạ đúng không Vâng cảm ơn bác Tùng Nguyễn di là một một năm giá bao nhiêu 14 triệu bác ạ có vang cơ là thanh lý ạ bác đây này có con lưng tiếng này này nâng tiếng này là hàng nhái các bác nhá CB 800 này đây này. Đấy. TD Acoustic CB800 còn nguyên cả tem này. Còn cả tem chống hàng giả, tem chính hãng Chính cái con khí ấy. đây gọi là hàng nhái các bạn ạ. Cái tem này nó tem photo này, tem xịn của hãng nó khác các bạn. Ạ. Đây này. Xịn của hãng nó thế này này. Đấy. Và nó khác hẳn các bạn. Còn bên kia nó cứ đỏ đỏ lòe 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 và trông nó bóng bóng các bạn. Đấy. Bác Nguyễn Tuyến hỏi cái gì đây? À B3 bát 40 ạ. À. B3 bát 40 em đang hết bác. Chỉ bát 30 thì em nhiều rồi. Bát 40 khó bán lắm các bác nhá. B3 bát 40 tiếng nó bì khó bán lắm. Cho loa B 2012 30 vâng. À B2012 ạ. À. Hàng tuyển chọn. Uh, giá tại em là 17 triệu các bác nhá. Các bác đừng so với một hai đôi nhá. Một hai đôi hàng thanh lý, các bác đừng so sánh nhá. Các bác phải mua là hàng chuẩn, hàng đẹp chứ còn đừng có mà so với những cái hàng một đôi, hai đôi những hàng vỡ hàng vật các bác. Các bác nên nhớ như vậy nha, Các bác cảnh giác với những cái uh, chiêu trò bán uh, câu view rồi lọ kia các bác nhá. Hôm nay em like cũng hàng tiếng đồng hồ ấy. Đấy Cũng đã khoảng 10 giờ rồi các bác nhá Đây này Ngày mai em sẽ trả các bác ấy. Đấy à, Loa bô thanh lý à, Loa gì thanh lý Không Loa đấy không phải thanh lý Toàn loa đẹp ấy. Đấy Những quả súp này mai em sẽ trả các bác nha Quả súp 40 của Morty các bác ơi Đây Và mã phiên bản mới nhất này, S à, VKS 15 súp này súp điện Motivity bát 40 có chỗ bán loa gì đấy bốt làm màu à đúng rồi làm màu vừa rẻ lại còn đẹp hơn của Ngọc Quang thế nhiều bác mới bị nhầm <laughs> đúng rồi bị nhầm là đúng rồi các bác ạ gì đang hot đấy ạ à. đang hot à 6012 đang hot ạ à. À 6012 đang hot hòn hoạt rồi à, bác Bô đẹp quá Nhìn cháy rãi <laughs> Bô em à, ngày hôm nay em bán được rất nhiều bô nhá Rất nhiều lo bô Em chuyển lo bô và các bác các chú ở Bắc Linh này Các bác ở Hà Nội này Các bác ở Đông Anh này à, Đến mua bên em Bốt 301C3 và 4 rất là nhiều nó bố này bán rất là đều đặn Và đang chuẩn bị về rất nhiều là CD4 nhá C2 Rất nhiều ạ À nãy nhắc đến KP6012 đang hot <laughs> Mua 23 triệu à, 5 triệu không thể mua phải không ạ Nó rất là lố bịch các bạn làm gì có 23 triệu, 5 triệu không mua Nghe nó hơi buồn cười bác Các bác thấy thấy nó có buồn cười không? Bác Nguyễn Văn Chứ Bác thấy nó có lạ không bác? Nói chung là cũng không nên làm những cái trò như vậy các bác ạ. Đúng không? Chọc ngoái nhau đến đâu cũng chọc ngoái nhưng mà không nên không nên chọc ngoái đến mức gọi là là, là hết cỡ như vậy các bác. Ví dụ như loa loa bốt này chẳng hạn. Ví dụ loa nhái ấy. Em nói với các bác nhá, nhiều bác mua phải loa nhái, loa bốt. Ví dụ em đang bán 11 triệu này, các bác có những bác bỏ ra 9 10 triệu mua phải loa bốt nhái. Đấy. Nhưng mà kể cả nó nó nhái, nhái thì nhiều loại nhái nhá. Có loại loa bốt nhái nó chỉ 1 triệu 2 3, triệu rưỡi thôi. Nhưng có loại loa bốt nhái mà người ta giới thiệu là loa Hồng Kông ấy thì nó phải xứng đáng trên 2 triệu bác ạ. Đấy. Nó xứng đáng trên 2 triệu. Kể cả có đẹp thanh lý vẫn phải là 2 triệu. Đấy. Chứ còn uh, bốt, và ví dụ bốt như Hưng Yên đóng thì nó rơi vào khoảng triệu chẳng hạn Đấy, chứ đừng nói cái câu bảo là cho không lấy, đúng không? Đấy, bán luôn đấy, thực ra là bảo cho không lấy thì em nói luôn này. Cái gì cho cũng lấy các bạn, đúng không? Cho không lấy thì bảo là thế thì giàu quá các bạn Bây giờ cho, ai cho em em lấy Và em lấy kể cả em không dùng, em biếu, em tặng người khác Những người còn khó khăn, còn thiếu các bạn 2012 thì em rất nhiều kho bác nhá, à, Bác MK Riêng bên em rất nhiều BMB Đấy, Rất nhiều, rất nhiều bác ạ Và bác Cường Ba La chính xác không ạ à, 6012 hot gì vậy <laughs> 6012 thì nó cũng rất nhiều mức các bác nhá Ví dụ như hàng xịn Xịn hẳn ấy thì nó rơi vào giá trên 20 triệu. Đấy. Mà cái đó thì cũng không thể nào khẳng định là phải có tem mới là xịn. Không phải đâu các bác nhá. Nó không có tem vẫn là xịn các bác nhá. Đấy. Cứ không căn cứ là phải tem nhập khẩu mới là xịn. Không có tem vẫn là hàng xịn. Còn ví dụ hàng nhái chỉ đi chăng nữa nhưng mà nó vẫn phải xứng đáng mười mấy triệu các bạn. Đấy. Còn cái loại mà Trung Quốc nhái gọi là người ta vẫn bảo loại 1, loại 2 ấy, thì nó chỉ rơi vào 7 triệu thôi, 8 triệu thôi. Còn cái loại mà Hưng Yên đóng ấy thì nó tầm độ 3, 4 triệu, 5 triệu. Các bạn ạ, nói, nói chung là nó nhái theo nhiều, nhiều cấp độ lắm các bạn Nhiều cấp độ lắm các bạn Đấy cho nên các bác phải tìm những lời uy tín mua. Đấy còn cái ông nào mà uh, mà phát hiện ra ấy, thì cũng không lên đánh giá người ta. À, với cái mức gọi là bèo bèo như là đang à, mười mấy triệu cho người ta xuống 5 năm triệu thì nó hơi vô lý các bạn chọc vừa vừa thôi các bạn không không lên quá và nhà bác có bốt để đánh hai bà phê a chín trăm c em chọn và thành đôi nhá đẹp nhá đẹp xuất sắc từ tất cả là 11 một triệu các nhá Loa 880 chơi đẩy gì hay ạ? À? à con 880 thì phải chơi con đẩy tầm 5 600 w trở lên mới chơi hay được các ạ Và chơi những dòng đẩy như Outcenter, Center hoặc Loa A là rất là hay. Hello bác Vũ Vương, Ngọc Quang, các anh em yêu âm thanh. Và rất là hơn 200 bác, mỗi bác chấm cho em một like các bác ơi. Mỗi bác chấm cho em một like cho rực rỡ là các bác ơi. Vẫn rất là đông vui các bác nhá. Đây, mai chuyển trả các bác những quả súp này các bác đặt em rất nhiều hôm vừa rồi lọ mấy bác khách mà đấy súp mới nha súp của hãng Moti em thấy rất là ưng ý các bác những dòng súp em thấy rất ưng bán rất là nhiều ạ 30 và 40 đặc biệt là những quả 40 này mai trả các bác rất nhiều mai trả các bác bốn quả một quả em sẽ bày ở đây còn em chuyển hết vào cho kho rồi em rất nhiều súp nha hôm nay về nhiều lắm về mười mấy quả này cơ chào bác thái quang nha bốt đánh âm ly uh, bốt tơn đánh tốt bạn bốt tơn thì nó cũng tựa tựa như kiểu rau muôi nó không hay bằng rau muôi nhưng mà nó cũng rất là hay rất là tuyệt vời và hợp với lo bốt á à, bốt ba, 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 sáu ba không bác ơi chưa có bác xe đạp điện ạ Các bác chấm like cho em nhá Đây này Các bác uh, chiêm ngưỡng những uh, quả bát 450C Bứt mượt mượt các bạn Ở đây nha các bác nha Đây này 450C nó có cả đời này nhá các bác nhá Em xếp thành đôi này Đây một đôi này Một đôi Các bác uh, có gặp cái đời dâu này không Thi thoảng có cái đời dâu Dâu này là dâu teo Dâu này là dâu ngắn này Đấy Hiếm lắm các bạn Thỉnh thoảng có cái đời dâu này nhá các bác nhá Đấy, dâu này mấy dâu mập kia, kia gọi là dâu mập. Và dâu hay gọi gọi là dâu gập ấy. Đấy, đời này là đời dâu teo các bác nhá. Đời đời dâu teo dâu ngắn này. Đấy. Bên em thì đây ghép thành đôi này. Đây thành một đôi các bác dâu teo dâu ngắn thành một đôi. Chứ còn à, em thấy nhiều một số bác mua à, mua loa 450C ấy. người ta đưa một chiếc dâu mập này, dâu gập này và một chiếc kia cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu nhưng mà thế mà các bác vẫn mua ấy các bạn nhưng bọn em ghép đôi thành đôi đôi nào đi đôi đấy rất là đẹp các bạn đấy thế mà em gặp nhiều trường hợp có những bác khách ở xa mua ở đơn vị khác mua một chiếc kia và một chiếc như này đấy đến lúc mà nhờ em nâng cấp ấy, đợt năm ngoái em bảo lên thích hai cái bát này khác nhau mà các bác vẫn mua ở. tôi còn không để ý thực ra những bác ấy cũng rất là vô tư thôi không cầu kỳ đến mức đấy đâu Nhưng mà em thì cũng giải quyết được cho các bác ấy mà Vì các bác ấy mua ở chỗ khác Nên mang đến em em nâng cấp cho chẳng nhẽ em để bảo là, ôi nó cọc lệch thì em không giải quyết Hôm em cũng lên sóng một lần em bán thanh lý luôn đôi đấy Đây là đời dâu mập này, hay gọi là dâu gập này Rồi. Nó thò cái này nên nhiều và nó gập rồi Đời này bây giờ sẽ nhiều hơn cái đời dâu teo kìa Đấy các bác nha đẹp chưa các bác 450 c xuất sắc giá 4,5 triệu tại cửa hàng em đẹp quá mức luôn các bạn các bác nhìn như vậy này đấy còn cái ông nào mà ông ấy bán đắt hơn em ấy ông ấy bảo em bán rẻ là các bác xem nhận xem cổ côn đấy vào bên em thì số lượng thì em chấp hết những cái thành phần lõi liên thiên các bác nhá nhiều loa đẹp quá các bác. 7 là một À, 7.1 uh, lỗ em uh, bán cho các bác giá 14 triệu ạ. 7.1 hay 2 lỗ đắt hơn. À, uh, loa 6.1 C3 cộng 3.1 C3 ghép âm ly. hay đẩy. À, ghép âm ly ạ. Đẩy cũng được nhưng mà đẩy công suất vừa phải thôi. Bác nghiện âm thanh nhá. Âm ly cũng được hoặc là ghép đẩy. Ghép đẩy như con đẩy 4 kênh vừa nãy rất là rẻ mà lại hợp lý không cần thiết là phải phải to các bạn riêng kép loa bốt thì không cần phải đẩy to đâu đẩy hay và vừa phải công suất thôi rất đồng vui mỗi bác chấm em một like đi cho nó vui nào cũng chỉ uh, tin tưởng cửa hàng lên không kiểm tra loa lên mới bị cọc cạch như vậy <laughs> vâng 8 dầu đúng rồi Đấy Nghĩa là có bác khách mua ở đơn vị khác Người ta nhặt như thế Nhưng em thì không bao giờ em nhặt cái kiểu cục lệch thế Cứ phải là chuẩn Cân nhau Khó khăn đam mê âm thanh Các bác cứ đặt niềm tin mua loa của Ngọc Quang Mà dùng cho khỏi nhức đầu Bác Lê Văn Tuấn Cảm ơn bác Lê Văn Tuấn rất nhiều Bác Lê Văn Tuấn thì thực sự là Em thấy bác là rất là đam mê Và bác xem rất là nhiều kênh bác ủng hộ cũng rất nhiều kênh bán uy tín nhưng bác cũng luôn luôn ủng hộ ngọc quang vì bác cũng là người đã xài hàng của ngọc quang rất là nhiều em rất là là quý mến bác tuấn và bác tuấn luôn luôn đồng hành và theo theo dõi bên em và rất nhiều anh em cũng đã ủng hộ em và các bác đã mua em một lần là các bác sẽ ủng hộ em rất là nhiều Đấy. tại vì sao là được thế vì em là rất là rõ ràng nha quan điểm em bán rất là rõ rất rõ cho các bác không bao giờ nói sai hàng như nào em nói rõ như vậy không giấu các bác giấu các bác nó cũng sẽ lòi ra hết các bạn vì em nói rõ với các bạn này. hàng trăm đôi loa vài trăm đôi loa 450 c này em uh, cho anh em lựa chọn và lọc chỉ yêu cầu anh em là phải chọn ra những cái gì lỗi bỏ ra cho em Ngọc Quang. Ngọc Quang hàng lỗi là có cách bán riêng và em sẽ bán thanh lý là một, hai là một số một số anh em thợ mua luôn. Mua hàng thanh lý các bạn. Đây này. Em nói luôn nhá. Em có một cái chiếc loa này rất là đẹp và zin. Đây. Đây, như vận chuyển. Đấy, bên nước ngoài. Đây, đánh rơi nó vỡ cái này. Còn loa thì zin hết nhá. Đấy, nó đẹp cực kỳ luôn. Đấy. Nhưng cái này em sẽ để riêng ra. Đây. Để riêng cái này em chờ một chiếc nào lỗi nữa. Nghĩa là nó nó bị vỡ chẳng hạn. nhá. Hoặc là nó xấu chẳng hạn em sẽ ghép vào đây thành một đôi. Và em sẽ chờ lô nào Một cái thùng nó xấu. Đấy, em sẽ cho vào thành một đôi. Bán thành lý vì hàng bên kia là anh em của em là đã chọn Nhưng mà nhiều khi cũng không thể nào chọn kỹ Nó vẫn có sự sai sót Một con này chẳng hạn Đây nhện căng đét nha các bác nhé Đẹp long lanh Đấy Không một lỗi gì về chất âm cả Đúng không Đấy màng rất đẹp và zin đét này Các bạn Zin đét Đấy Nhưng đây là do đánh rơi Các nhé Thế thôi Chứ còn cái này thì không ảnh hưởng gì đến chất âm không ảnh hưởng gì kể cả các bác có đập vỡ cái cái từ trên này đi Đó. cái từ quan trọng nhất là từ bên dưới này từ bên trên này nó chỉ là bổ trợ cho từ nó khỏe lên một chút thôi như gọi là không đáng kể quan trọng nhất là từ bên dưới này từ trong cái kẹp này, này. kẹp từ kẹp hai cái cái sắt này, này đấy còn từ ngoài là từ phụ ạ đây này kể cả 95 c cái từ bên trên này nó là từ phụ thôi để tăng công suất lên Đấy, ví dụ nó là 250W chẳng hạn thì có cái này nó chỉ thêm độ 5 đến 10W 5W là cùng Đấy. mà thậm chí gần như là máy đo biết thì còn bình thường không không và không ảnh hưởng gì đến chất âm cho nên là cái, cái này có thanh lý ấy, em nói ấy. với cả cái loa đẹp em vừa quay ấy, nghe nó vẫn thế có một Máy đo nó vẫn thế nó Chẳng khác nhau một cái gì Đấy Thế thôi Quan điểm của em là rất là rõ Đấy tất cả 900C Mai tháo tiếp ra Để em kiểm tra Anh em thợ tháo ra Nhưng mà em vẫn là phải là người kiểm tra hết Không để Để bán đi Và để các bác phải kêu kiện em Loa lói một bên to một bên bé cái đấy thì rất đơn giản ạ cái đấy thì uh, kể cả hai cái loa kêu như nhau nhưng các bác đấu vào âm ly hay cục đẩy nó đều có một bên to bên bé cái thứ nhất em phân tích cái bác rất là nhiều rồi là tín hiệu nhạc nó không bao giờ cân một trăm phần trăm đấy cái đấy là cái đầu tiên không bao giờ cân em nói luôn không bao giờ cân một trăm nói rõ các bác đây này các bác cái con đẩy của bác khách này hàn chưa đấy <laughs> chiều mang đến các bác em nói các bác mua đều thích đẹp nhưng các bác có giữ gìn đâu đây này nhiều bác uh, dùng cứ vứt vào trong uh, trong khe trong kho trong cầm tủ ấy, mở đến lúc nó lỗi thì mới mang đi sửa các bác có cần chú ý đâu vì thực sự là nó rẻ nó chẳng đáng bao tiền cả mà những bác khách này bác nói, tôi chỉ cần kêu thôi Đấy, bao giờ lỗi thì mang thì trắng bao giờ tôi lau dọn đấy. thực sự là chính như thế thì cũng đỡ bán cho những bác như nếu mà bán mà làm cho những bác cái đại khái thế thì cũng hay miễn là nó chất âm nó hay chứ còn hình thức kìa, đối với những bác khách mà mang đồ như quân đại kia đến thì những bác ấy thì các bác lo việc khác các bác vẫn thích âm thanh nhưng bác mà nó 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 không quan trọng quan trọng là mua hàng xịn hàng hàng xịn để nghe chất âm hay thôi chứ còn hình thức như bác khách này bác bảo chẳng quan trọng bác mang đến đây. cái này bác mua mua của bên em lâu lắm rồi nó phải 15 rồi các bạn 15 rồi à, đẩy HS2 đánh được 450 bác nhá BMB 2000 có bán rồi bác nhá Ngọc Vang chuyên BMB <laughs> đương nhiên em thì chuyên b và b à, nói chung cái gì em cũng nhiều nhá à, b và b này au à, center này em cũng là chuyên au center mã gần như là mã nào của au center em có hay là b 3 các bác đừng nói là em chuyên b và b một loại nhé em gần như là à, lo chẳng em không chuyên à bốt em lấy rất là nhiều ạ cái gì em cũng gọi là số lượng Đấy đôi gì mà hậu sâu thế à đôi này à đôi này đó là loa array cao cấp những cặp array này trên thị trường anh em đang bán trên 30 triệu những cặp array này các bạn nhưng em bán giá yêu thương hơn nhiều loa gì đấy, bát rất nhiều bác đang xem các bác ủng hộ em đây bằng like đi nói loa nó tép không nói là bị sao À, bác trường trần nói nhỉ nó nó bất à à loa loa của các bác mà vỡ lo bát kêu mà lo tép không kêu thì một là phân tần, hai là lo tép có vấn đề về côn lo tép thế thôi nó nhiều vấn đề lắm bao nhiêu tiền một đôi à bát rời thì cái đấy hơi khó tính nhỉ chắc chắn là bát rời của nó thì không rẻ rồi cái bát của nó 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 quý nhất ở cái đôi loa bát đúng không ạ? Cái loa B của B 2000 nó quý nhất ở loa bát, cái đấy sau em phải tính sao thì bắt rời hai 2000C thì chưa tính rồi. Con đẩy của anh đang nghe lại mất tín hiệu, tắt nguồn đi khởi động lại, lại kêu. À, cái đấy thì có khả năng là do cái 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 dơ le. Thì không vấn đề gì ạ, vẫn xài được, không sao. À, bác Nguyễn Hưng, xin chào bác Nguyễn Hưng nhá. Đấy vẫn rất là đông vui các bác Đông vui này giao lưu các bác rất là thích Cho nên là em cũng chưa muốn dừng like Các bác ủng hộ em nhiều này mà Đấy hơn 200 bác, mỗi bác chỉ chấm một like thôi là em em đạt 100 like cho nó rực rỡ. À đây này, cái loa la lô loa kéo này, cái này em đầy kho các bạn. Những cái mã loa kéo này rất hay các bác hàng xịn của công ty công ty la Lalo Mac họ phát triển lắm nhá họ riêng cái công ty La thì em thấy họ phát triển loa kéo này nhất này còn những cái loa khác ấy, loa làm với loa cây với loa phun của La Lomark thì không loài đến đấy vì bây giờ những cái sản phẩm loa xịn em bán thì là lô không có cửa nhưng nói về loa kéo để dùng gọi là tạm thời để các các cô các chú gọi là hát tạm hát chơi hay là dùng cho tập thể hay là nhóm hội múa nhảy múa ấy, thì mua những cái loa kéo này là rất là hợp các bạn ngon bồ rẻ bền chào bác Trần Qua chấm cho một like cảm ơn bác Nguyễn Hưng đấy mỗi bác chỉ cần chấm cho em một cái để ủng hộ giao lưu một quang thôi lọ ông xóm nhà em bốc loa kéo về khoái Hà bác Nguyễn Lưu <laughs> bốc loa kéo về chào các anh em chấm này và bác trương trần cảm ơn bác trương trần đây các bác ơi đây này mic moti này các bác ơi mic moti các bác ơi đấy hôm vừa rồi có bác khách gần khu vực em mua em nói luôn đây là cái mic bị lỗi em đổi luôn cho bác khách này, vì bác mới mua đấy và em nói luôn Mic Morty này từ Tết giờ em mới gặp đúng một bộ bị lỗi Mà bán phải hàng mấy trăm bộ Gặp đúng một bộ bị lỗi Nhà hãng em yêu cầu đổi luôn một bộ Mới cứng luôn đấy, Điện cho bác khách Bảo tối lên đấy nhưng mà chắc chưa sáng mai bác lên đấy. đấy bác khách này gần khu vực em Em chia sẻ thật sự luôn Mic Morty này bền lắm em chưa thấy từ tê giờ em gặp đúng một bộ này Đấy. Để chứng tỏ cái độ bền nó với cả độ chuẩn chỉ nó rất là cao các bác motivity sub moti này Đấy. các bác cùng xem này. những con âm ly của em này. nó đẹp gần như là mới sản xuất ngày hôm qua kiểu như vậy nha các bác nhé sáng choang hôm nào em sẽ review về những con âm ly cao cấp này đẹp cứng còn 607, 707 Rồi thì Đà Lông Đà Lông có vai Nguyên khối Đẹp gần như là Nhiều bác bảo cái này nó gần như là Vừa xuất xưởng hay sao Kiểu như vừa sản xuất xong Đẹp Xoay gương được các bạn À, những con đẩy ấy, con âm ly vặn nó sẹt xẹt đấy thì các bác tắt điện đi và vặn đi vặn lại thật nhiều lần vào là nó hết các bác nhá mua loa màu em đây công suất cho nó ok ở à, bên mình có loa 310 310 312 chứ các bác có 312 hai lần rồi à bác Trương Trần VH12 em có nhá 2000 4 và đúng rồi con này là đờ lông 2000 mắc 4 đó đẹp đứt tay luôn nó nó rơi xốp <laughs> đẹp thiếu xốp ạ đẹp quá tay mà bận cũng rất là ngại cầm vào đây tay phải sạch các bạn vì nó quá đẹp một từ là quá đẹp ạ những con đờ lông này những con này màu đen thì nhìn không rõ nhưng mà cũng quá đẹp không một vết nào đây những con là những con là bảy là bảy lời cha này thế này đẹp xoay gương được các bạn ạ không một vết nào có anh siêu đẹp từ siêu đẹp đẹp như mới luôn các bạn bãi là như mới ngày mai em sẽ về được những con bảy nghìn tám mắc đôi các nhá và trơn nhiều lắm ạ mai không biết là có khả năng về chục con chục con bảy nghìn tám đâu đó khoảng chục con bảy nghìn tám các bạn ạ. Uh, 707 kia đẹp xuất sắc giá em bán nghĩa là hàng đẹp mà hết cỡ nha rơi rơi xốp này giá 17 triệu ạ giá sale các bác 17 triệu nha đẹp hết cỡ luôn đấy chắc chắn là không có đối thủ để để thi đấu với nó đâu em đã nhập những hàng âm ly nghe nhạc thì các bác không phải suy nghĩ nhập hàng từ Nhật về và lại là hàng tuyển chọn các bác lên nhớ là hàng tuyển chọn nhé hàng tuyển rất là kỹ đây này em sẽ review với các bác những con âm ly Nhật 707 lời trà đây. đẹp không điểm trừ luôn các bạn đây các bác nhìn nó kính con nhỉ các bác đang xem thông cảm cho em Khi nói câu này rất nhiều người gì đây à, <laughs> Dân thậm chí theo dõi kênh Ngọc Quang Một kênh uy tín chất lượng cao Bao năm nay như vậy Thì lại không mua Mua chỗ khác rồi lại khóc <laughs> bắc Minh 36 <laughs> bắc Minh 36 nói rất là chuẩn Vì bạn Minh 36 là Cũng đã từng mua bên em Và chắc là Cũng có một số người nhà hoặc là hàng xóm cũng xem như sau mua chỗ khác sau lại khóc sau lại than cái điều đó là là đúng thôi rất là đúng bọn minh 36 sáu nhé rất nhiều bọn minh 36 bình luận cái câu này rất là đúng đấy ngọc qua gặp rất là nhiều trường hợp như này rồi À, con 1.500 thì nó lại rẻ. 1.500 thì tiếng em em không thích Nếu 1.500 thì nó cũng vàng như mỏng mỏng Nếu 1.500 thì có có mua con 940V cho em Nó phê hơn nhiều 1.500 thì nó mỏng Con đấy thì thi thoảng em vẫn có Vẫn vẫn về nhưng mà Con đấy em em không thích chất âm của nó lắm Các bác phải chơi con Mark 3, Mark 4 được à Đờ lông quá bác phải chơi con 2.000, Mark 3, Mark 4 Hoặc là con 940V Đấy Puler thì em thích nhất là con 7800 và 7800 mắc đôi. Đấy là hai con em thích nhất. Các bác ạ. Cho nên là những cái dòng bình dân nghe nhạc em cũng nói thật các bác các em không muốn bán những con đến hàng trăm triệu hay bảy tám chục. Vì cái đấy thì thực sự là hay nhưng mà nó quá là chát tiền. Các bác chơi bình dân cái tầm 25 triệu đổ lại Này em sẽ bán cho các bác với mức tầm tiền những âm ly tập như thế các bác lên đầu tư và chơi như vậy thôi nhưng không lên đắt quá còn những bác gọi là cực kỳ là nhiều tiền ấy thì các bác mua những con hàng trăm vài trăm đấy là là, là quyền của các bác còn em chỉ muốn tư vấn các bác tầm độ 25 30 triệu đổ lại thôi không nhất thiết phải phải mua âm ly nghe nhạc nó đắt quá các bạn lãng phí à vâng bác trương trần nếu bác dùng VH12 rồi, bác phải chơi những con đẩy như như những con như LA600 hoặc những con sò sắt. Đánh những con đấy nó mới đủ để hết cái chất của con VH12. Em ấn tượng nhất ý, câu của bác bạn Minh 36. Các bác đang xem kênh thông cảm <laughs> cho em khi nói câu này rất nhiều người dân thậm chí theo dõi cả kênh ngọc qua, một kênh uy tín chất lượng cao năm uh, nay bao năm nay như vậy thì lại không mua mua chỗ khác rồi lại khóc <laughs> đây cái câu này đúng là bác uh, bạn Minh 36 là đã gặp những cái trường hợp uh, gần nhà là như vậy đúng không ạ Chính xác vì bạn Minh 36 là mua bên Ngọc Quang khá nhiều rồi nhưng không lần nào phải khóc không lần nào phải than đấy và hàng xóm của bạn Minh 36 chắc là bị như vậy rất là nhiều. Âm ly bình thường và loa xịn nghe vẫn phê, đúng rồi. Nếu mà được âm ly chất nữa, loa chất thì lại càng hay. Nhưng mà loa mà chất thì âm ly bình thường nó vẫn hay. Các bác ạ, là em chia sẻ rất là nhiều rồi. Chuẩn đấy các bác ạ. Vâng, 7 là 7. Các bác lên nhớ là 707 là bảy lợi trà nhỉ? Mà là phải đẹp như thế này. Đấy. Em nhớ là hình như là phải là 17 hay 17 năm ấy. Em mới có công. Vì em không để ý. Hình như phải 17 năm. Vì em nhập đâu ship 17 triệu Em nhớ không không nhầm là những con đẹp xuất sắc này. Ship 17 bảy Đấy. Nó mắc tiền lắm các bác nha. Nó không rẻ đâu. Nó không như cái hàng bờ. hay hàng nhập kiểu như không phải hàng chọn đấy Thì nó sẽ rẻ hơn những con mà hàng hàng gọi là âm ly quý này nó phải đẹp hết nước chấm này thì nó mới giá trị còn cái nó đã sâu xấu thì nó rẻ hơn khoảng 2 triệu 3 triệu là chuyện bình thường các bạn à, bác Thắng Trần anh khóc rồi <laughs> anh khóc rồi đấy à, bác mình 36 bác mình 36 nói rất chuẩn tôi mua của Ngọc Quang lên rất tin tưởng và cảm ơn các bác rất nhiều. Bà Băng Minh 36 là ở trong Thanh Hóa. Cảm ơn uh, vận Minh 36 ở trong Thanh Hóa. Anh em trong Thanh Hóa và trong Nghệ An mua và ủng hộ em rất nhiều. Mọi miền Tổ quốc chứ không phải là những vùng đó nhá Nhưng mà ở các tỉnh thành cũng rất nhiều anh tài. Đặc biệt là như bác Nghiện âm, âm Thanh Ba Tử Hải Dương. Hay là bác Vũ Vương ở Hải Phòng đây này. Đúng không? Rất nhiều anh em Hải Phòng. Vâng, đến giờ này cũng là 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 à, hơn 10 giờ rồi, 10 rưỡi rồi. Cũng rất cảm ơn các bác theo dõi và ủng hộ. À, cuối video xin gửi lời chúc và lời cảm ơn các bác đã theo dõi kênh của em. Đấy. Và các bác có nhu cầu hãy liên hệ với em theo những số máy quen thuộc này để được tư vấn và thiết kế mua bán những sản phẩm bên chất bên Ngọc Quang. Em mua 4015695 của anh đến giờ vẫn là rẻ nhất. À, cái rẻ nhất hay là đắt nhất hay là hợp lý thì cũng không quan trọng quan trọng là em bán được cho các bác với cái sản phẩm chất lượng giá cả hợp lý đấy có như nào nói đúng như vậy được các bạn ủng hộ thế là tuyệt vời rồi rất cảm ơn bác các bác bác nghệ à, mỹ nhá cảm ơn cảm ơn các bác rất nhiều không biết gì nói hơn là câu cảm ơn xin chào và tạm biệt chúc các bác ngủ ngon Bye bye các bác nha